chào các bạn. Trong video này mình hướng dẫn các bạn cách để photo được cái sổ hồng, sổ đỏ trên cái máy photo Toshiba nhé. Thì đặc thù của cái dòng cái cuốn sổ này nó không đúng khổ A3, nên là khi mình phô mà không đặt không đúng thì nó sẽ bị lệch nhau. Thế thì nó có hai cách phô: một là mình sẽ phô 100% trên cái tờ giấy A3, hai là có thể thu nhỏ nó về cái khổ giấy A4 nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tiên là mình sẽ photo để thu nó về cái tờ A4 đi. Mình để sát ở góc này. Ok, thì trên mặt máy của mình là mình phải xét cái khay về A4R nhé. A4R là cái khay giấy của mình, giấy theo cái hướng xuôi này thì nó gọi là A4R. Khi nào mà cái giấy nằm ngang như này thì gọi là giấy A4. Thì mình đặt như này là A4R. Trên mặt máy thì mình chỉ có chọn chức năng hai mặt này. Ok, tiếp theo là cái phần trăm này nhé, mình đưa nó về con số 76, mình thu nó về được đúng với cái tờ A4. Ok rồi, con số ta cũng đặt sát vào góc này luôn. Con star đường 2. Rồi, lần sau là mình kết thúc. Rồi, đấy, như vậy là nó ra cái tờ A4. Nó đã thu về một tờ A4 như này. Cách thứ hai là mình sẽ photo nó 100% về tờ giấy A3 nhé. Các bạn lấy một cái tờ giấy A4, các bạn đặt đúng cái khổ giấy của nó. Tờ giấy A4 của mình nó nằm ở vị trí 200/200. Thì cái gáy sách của mình cái gáy của cái tâm của cuốn sổ nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Và mình sẽ để cái tâm của nó ở đó, mình cũng xuống này, chọn chức năng hai mặt. Ok, chọn khay A3, ông sẽ tải. Giờ đây là em sẽ đúng vị trí đó luôn. Tạo lần 2. Finish. Bây giờ là ra được A3 rồi. Đó là nó bằng 100% rồi đó. Đây là mình có hai cách để photo cái sổ hồng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.